buổi ra mắt bộ phim Ở Đây Có Nắng. Thưa quý vị, bộ phim do biên kịch Việt Linh, đạo diễn Đỗ Nam, Hồng Hà Media sản xuất và được phát hành bởi công ty VHD. Rất là cảm ơn quý vị đã tham dự trong chương trình hôm nay, đã vượt rất là nhiều xe để có mặt cùng với chúng tôi trong buổi chiều thứ hai, buổi ngày làm việc đầu tuần như thế này. Và như là món quà ngay bây giờ chúng tôi muốn gửi tặng cho quý vị, đó là ca khúc Nơi Ta Có Nhau. Đây cũng là một trong ba ca khúc chính của bộ phim, và đây cũng là món quà và giống như là lời chào đón của chúng tôi dành đến cho quý vị. Và xin được mời ca sĩ Lương Tấn Phát. Tại sao lần này chị lại đọc người đó ạ?
chồng hiện đại và xa gia đình ruột thịt rất là sớm, đi ra lập nghiệp phương xa và nước xa nữa, để chúng ta lại sống chung với những người không huyết thống, những người rất là xa lạ, nhưng thương yêu và gắn bó với nhau và tạo nên một gia đình. Thì tôi nghĩ định nghĩa gia đình mới không chỉ là mối tương quan huyết thống mà còn là sự yêu thương gắn kết giữa những con người. Và thông điệp của phiên nói một cách ngắn gọn là khi gắn bó yêu thương, chúng ta là gia đình. Khi gắn bó yêu thương, chúng ta là gia đình, thưa quý vị. Khi gắn bó yêu thương, chúng ta là gia đình. Vâng, thưa quý vị các bạn, và với định nghĩa như vậy thì em không biết là chị Bình Linh có mong đợi được hy vọng gì với sự tiếp nhận công chúng đối bộ phim không ạ? Tôi nghĩ cái thông điệp của phim đưa ra nó rất là gần gũi, rất là thiết thực, nó không xa lạ, và tôi tin rằng mọi người sẽ có sự đồng cảm với cái thông điệp đó được truyền tải bằng một câu chuyện khá dễ thương và chân thật. Xin cảm ơn những chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Nhật Linh. Và bây giờ thì xin được mời một nhân vật, một thành viên trong đại gia đình Hồng Hà, đại gia đình của chị Nguyễn Linh luôn. Đó chính là giám đốc Hồng Hà Media Phan Duy Khương sẽ lên tặng hoa. Dạ, cảm ơn chị Nguyễn Linh. Tôi là anh Phan Duy Khương, giám đốc của Hồng Hà. Không có hề quen biết nhau nhiều, bây giờ hỏi Khương mấy tuổi tôi cũng biết luôn á, thì chỉ biết quen là Phú Yên thôi. Nhưng trong 2 năm làm việc với nhau, chúng tôi gắn bó yêu thương và chúng tôi đã coi nhau là gia đình. Đó là một minh chứng rất là rõ ràng. Và hôm nay, gia đình đó cùng với các em nữa làm nên một bộ phim nói lên cái gì mà mình đã trải nghiệm. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị Bình Linh. Dạ, bây giờ thì em sẽ được tiếp tục câu hỏi với lại anh Khương, nhưng mà chắc chị Bình Linh mua lại sân khấu đi ha. Dạ, đó là anh Khương, thời gian gần đây thì mọi người đã biết đến Hồng Hà Media với rất nhiều những chương trình, đặc biệt là những vở kịch tạo được tiếng vang với khán giả yêu kịch thành phố. Tuy nhiên đây là sản phẩm dự án điện ảnh đầu tiên mà Hồng Hà sản xuất. Vậy thì tại sao anh chọn dự án này để thực hiện? Lời đầu tiên thì cho Khương xin được gửi một lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị quan khách cũng như là các anh chị em báo chí đã đến với buổi ra mắt phim ở đây có nắng ngày hôm nay ạ. Và cho tôi chia sẻ một chút xíu là cái cuộc gặp gỡ của Khương với chị Việt Linh thật sự rất là tình cờ, bởi vì trong một cái triển lãm thì chị Linh đã có đến bên cạnh Khương và nói là chị muốn mở một công ty chuyên làm về sân khấu. Thì lúc đó thì Khương mới giật mình không biết là mình có thể làm được hay không, nhưng mà qua cái sự động viên cũng như sự giúp đỡ của chị thì sân khấu Hồng Hạc được thành lập. Và sau một năm mà sân khấu Hồng Hạc hoạt động thì chị Linh mới đề nghị tiếp một cái nữa, là chị nói là bây giờ mình tiếp tục là điện ảnh đi. Và lúc đó thì thật sự là Khương rất là e ngại, bởi vì là bản thân Khương thì không phải người trong nghề, nhưng mà thật sự là cảm ơn chị Linh giống như là một người thầy, một người chị hai và một người giám sát rất là tuyệt vời của Hồng Hạc đã luôn luôn câu thúc và luôn luôn đặt ra những cái điều kiện để mà chúng tôi phải không ngừng bước tới và không ngừng đổi mới để mà công ty Hồng Hạc có những cái dự án mới hơn. Thì ngoài sân khấu kịch thì bây giờ chúng tôi đã tự tin ngày hôm nay chúng tôi đã bộ phim điện ảnh đầu tiên của công ty, và thật sự đó là một cái sự truyền lửa, một cái truyền năng lực của chị Việt Linh đối với toàn bộ ekip của chúng tôi. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi thật sự may mắn khi mà có chị Việt Linh ở trong gia đình Hồng Hạc của chúng tôi. Và cảm ơn những chia sẻ của anh, mà đây là dự án đầu tiên mà thường thường là cái dự án đầu tiên á, người ta rất là hồi hộp chờ đợi kỳ vọng anh sẽ chia sẻ điều gì với công chúng, những người mà lắp được đây sẽ tiếp cận bộ phim và chia sẻ lan tỏa nhiều hơn về thông tin bộ phim với là những người khác. Tôi nghĩ rằng là với ở đây có nắng mà Hồng Hạc Media sản xuất thì chúng tôi không đặt cho nó quá nhiều cái sứ mệnh lớn, mà chúng tôi chỉ mong muốn là làm một bộ phim chỉnh chu, tử tế và mang đến một thông điệp gần gũi, đó là khi gắn kết yêu thương ta là gia đình. Và cũng giống như khi chị Linh đến với chúng tôi, bản thân là tôi cũng như các anh chị em cán bộ nhân viên của Hồng Hạc, thì chúng tôi đã kết nối với nhau thành một gia đình, và sau đó là các anh chị em nghệ sĩ của sân khấu Hồng Hạc. Và khi mọi người xem phim, mọi người sẽ thấy một cái điều rất là đặc biệt là chúng tôi mời ngoài bên cạnh các diễn viên chính như Quý Bình, Quỳnh Chi, Trương Thanh Long, thì chúng tôi còn mời cố gắng mời toàn bộ các anh chị em là diễn viên của Hồng Hạc để tham gia cùng với chúng tôi trong bộ phim này.
và liệu chúng tôi có thể truyền tải được cái thông điệp đó hay không, và chúng tôi đã làm điều đó thành công hay không, thì lát nữa khi mà mọi người xem phim xong thì rất mong cái ý kiến đóng góp của quý vị dành cho bộ phim và dành cho chúng tôi. Và chúng tôi cũng mong rằng là với sản phẩm đầu tay này của Đại Gia Đình Hồng Hà thì quý vị sẽ cùng chia sẻ, cùng dành được nhiều tình cảm, và giống như là giám đốc Phan Nhân Phương chia sẻ cho quý vị, hãy đóng góp nhiều hơn để bộ phim có thể lan tỏa nhiều hơn đến với công chúng. Và câu hỏi cuối cùng, dạ vâng, xin mời chị. Tôi muốn xem là Phan Nhân Phương một tí, là trong Gia Đình Hồng Hà có người già nhất là đôi, người nhỏ nhất là bé Tân Chi, và trong quá trình làm phim quá trình diễn kịch Tân Chi diễn nhỏ của tôi là gì? Nhưng mà ở đây có nắng thì nhân viên lúc nào cũng có quýt tôi, quýt các cô chú và có quýt cả đoàn diễn, thì đó là một cái chỉ dấu cho thấy rằng là chúng tôi Hồng Hà là một gia đình. Lát nữa thì chúng ta cũng sẽ cùng phỏng vấn Ngân Chi ha. Nhưng mà bây giờ là câu hỏi cuối cùng dành cho giám đốc Phan Nhân Phương, đó là đây là dự án đầu tiên, dự án điện ảnh đầu tiên của Hồng Hà Media. Tuy nhiên chúng tôi cũng rất là muốn được anh chia sẻ nhiều hơn về bên cạnh đó là còn có những cái đầu tiên đúng không anh? Tôi nghĩ là riêng đối với bộ phim Ở Đây Có Nắng thì ở đây, đây là một bộ phim có nhiều cái đầu tiên, tôi nghĩ là nhiều nhất, bởi vì lần đầu tiên một công ty chưa bao giờ làm phim điện ảnh, và chúng tôi mạnh dạn chúng tôi sản xuất một bộ phim điện ảnh, và trong đó là chúng tôi mạnh dạn giao cho một đạo diễn trẻ làm phim đầu tay, đó là Đỗ Nam. Ở Đây Có Nắng cũng là bộ phim đầu tay của Đỗ Nam, thì lát là Đỗ Nam lên này thì mọi người có thể hỏi Đỗ Nam nhiều hơn, cũng như tôi là nhà sản xuất mà tôi chưa bao giờ tôi làm phim, thì đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà tôi cùng với Hồng Hạc sản xuất, cũng như là lần đầu tiên mà kịch bản mà chị Việt Linh đã cho đi đóng giày dành cho ekip của chúng tôi trong điều kiện tài chính, nhân lực các kiểu, thì chị đã viết những cái kịch bản này để dành riêng cho Hồng Hà Trân. Và có rất nhiều cái đầu tiên, thì tôi nghĩ rằng là một lát nữa thì ekip sẽ khám phá, đúng không ạ? Chính xác. Tôi gặp và nghe bây giờ thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ giới thiệu một cái đầu tiên đó là giám đốc âm nhạc của quý vị là nhạc sĩ Mel Amazing. Dạ, đây là lần đầu tiên anh làm giám đốc một bộ phim. Dạ, và giám đốc âm nhạc một bộ phim mà quý vị lát nữa thì quý vị cũng sẽ cảm nhận rằng là nhạc phim như thế nào. Tuy nhiên ngay thời điểm này thì chị Việt Linh, anh Khương cũng như là Cường rất là muốn chia sẻ với quý vị tài năng của Mel Amazing như thế nào qua một bản phối, một ca khúc đã rất là quen thuộc với tất cả chúng ta rồi, ca khúc Cho Con sĩ Phạm Trầm Cầu, nhưng với một bản phối hoàn toàn là mới lạ. Và chúng ta cùng chào đón ca sĩ Hoàng Yến. Xin đi.